Nhờ vô thường ta đã lớn khôn thành người, có niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng, đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính kẻ bên được lành. Ngũ xanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ xa xa. Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Tạng Nikaya. Bây giờ chúng ta sang cái phẩm thứ tư có tựa đề là Tài sản. Vào bài thứ nhất, tiêu đề bài này là Tài sản của người tu hành. Tài sản của người tu hành. Kính thưa đại chúng, tài sản là việc ai cũng cần có. Sống ở trên đời không có tài sản thì người ta gọi là người nghèo khổ. Không ai muốn mình nghèo khổ, túng thiếu cả. Có phải? Thế nhưng mà tài sản thì có nhiều loại. Và tài sản vật chất, tài sản tinh thần. Hai cái thứ. Còn chia ra thì nó nhiều thứ lắm. Mà cơm áo gạo tiền, nhà cửa, tất cả mọi cái vào nhiều thứ. Thì ở đây chúng ta xem Đức Phật nói về người tu thì tài sản của người tu như thế nào. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, Ngài gọi các thầy tỳ kheo đến và nói: Này các thầy tỳ kheo, có bảy tài sản. Thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Đã. Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo đến và nói với các thầy tỳ kheo rằng: Này các thầy, có bảy thứ tài sản của người xuất gia. Bảy cái thứ như thế này đây. Các thầy phải phấn đấu làm sao cho thật giàu có bảy cái thứ này. Người tại gia có tài sản người tại gia, người xuất gia có tài sản của người xuất gia. Ai cũng phải phấn đấu cho giàu có lên. Đức Phật thực ra mà nói là Ngài là vô lượng tài sản, phước báu. Thế thì người xuất gia lấy cái gì làm tài sản của mình? Ở đây, này các thầy tỳ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai, đây gọi là tín tài. Đã. Người thánh đệ tử, người đệ tử của bậc thánh của Phật, khi xuất gia, khi tu hành phải có lòng tin, mà tin tưởng một cách tuyệt đối vào sự giác ngộ của Như Lai. Đã. Đây gọi là tài sản thứ nhất, gọi là tín tài. Các Phật tử ghi nhớ. Lòng tin, tin một cách tuyệt đối, tin vào sự giác ngộ của Phật, tin rằng Đức Phật là bậc giác ngộ toàn triệt, thấu suốt tất cả mọi việc, không gì không biết, không gì không hay, trí tuệ Phật toàn vẹn. Đấy. Đấy, các Phật tử giờ chúng ta cũng thế, làm sao chúng ta phải có được cái lòng tin này nơi Phật, tin chắc, đừng bao giờ nghĩ là Phật không biết. Đừng nghĩ hôm nay con nhà con đóng cửa lại con làm cái điều tội lỗi Phật không biết, Phật biết hết.
hay hôm nay con lên chùa thầy bắt con đi quét mà con phải bắt vào mãi cái hang cái hóc là con quét làm sao ai biết, Phật làm sao biết được, không ai chứng minh công đức cho con. Hay là con cứ lúi húi suốt ngày ở dưới bếp chả được lúc nào lên trên chánh điện cả, thì làm sao mà Phật chứng cho con được? Phật biết hết đấy thưa các quý Phật tử. Đấy, tin vào sự giác ngộ của Phật. Giác ngộ là cái trí tuệ hiểu biết của Phật là biết khắp. Thế mới gọi Phật là bậc toàn giác mà. Cho nên, kính thưa đại chúng, chúng ta là con Phật nó có cái hay như vậy. Nếu đủ lòng tin này rồi, đủ rằng tin Đức Phật là bậc giác ngộ toàn vẹn, trí tuệ Phật là thấu suốt, thì mình không có cần gì phải trình bày cho nhiều, phải chiềng ra cho mọi người biết công lao của mình, không cần. Âm thầm, và có tin như vậy chúng ta mới có thể hành ba la mật được chứ. Đấy. Chúng ta muốn bố thí ba la mật như thế, bố thí mà cứ phải khoe ra, phải thế này thế kia thì chưa ba la mật. Đây thì mới nói sơ thôi chứ chưa phải là đến cái thâm sâu của ba la mật. Nếu mình tin được rằng mình có làm là Phật sẽ biết, tin được thế thôi cũng đã khó rồi đấy. Có phải nhiều Phật tử thì cũng đã đủ lòng tin này, cho nên tuy họ âm thầm làm các việc thiện phước lành, không hề báo cáo cho ai, cũng không cần, không cần phải trình bày, không cần nhiều. Tất nhiên cũng có những việc chúng ta phải báo cáo để tuyên dương. Tuyên dương để làm gì? Để xiển dương thiện pháp thì được. Để biểu dương cái thiện pháp thì lúc đó cần. Ví dụ đạo tràng nào, ví dụ đạo tràng của anh Sĩ, đạo tràng Phúc Truyền làm việc từ thiện rất tốt, thầy biểu dương. Mặc dù anh không cần đâu, nhưng mà cần cái sự biểu dương để khích lệ các đạo tràng khác cùng nhau hướng thiện, tích cực làm việc thiện, cái đó là tốt. Chứ còn chúng ta mà vì danh chúng ta đòi phải biểu dương mình thì cái đó là cái tâm háo danh, không được. Không được. Nó khác nhau. Đấy. Thì ở đây Đức Phật nói cái tài sản của người tu học Phật thứ nhất là tín tài. Phải trau dồi làm sao cho mình có một đức tin vững chắc nơi Phật. Tin Phật vững chắc, không dao động. Tin Phật có trí tuệ giác ngộ toàn vẹn. Tin Phật thấu suốt mọi việc. Tin Phật biết mình. Thì chúng ta dù có ở hang cùng ngõ hẻm hoặc chân trời góc biển nào, Phật cũng chứng cho mình được hết. Lỡ lên chùa mà vào đây cúng dường công đức mà lỡ bị mất điện, tối om hết cả, Phật cũng vẫn biết. Nghe không? Phật vẫn biết đấy. Cho nên các cụ nói tâm xuất Phật biết là chỗ đó. Ta phải tin cái điều đó. Và người đấy đó là người là cái tự giác người ta cao. Cho nên dần dần thì các đạo tràng của chúng ta đấy, hôm trước Thầy cũng thống nhất đấy, trước ngày đại lễ không có lên bạch Thầy cúng dường nữa, mất thời gian lắm. Người trưởng đạo tràng, phó đạo tràng đấy tự cầm tình tài, tự bỏ hòm công đức, hay là bạch cho Thầy đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ. Thầy nói là, nói vui là con cái trong nhà, không cầu kỳ. Và đúng là Thầy thấy rất tốt, nhẹ gánh cho Thầy nhiều lắm. Cho nên là vừa rồi là đỡ cái khoản phải chứng lễ cho các quý Phật tử. Đỡ phải chứng lễ để dành cho các đạo tràng bên ngoài. Người ta đến, người ta bạch, người ta chưa học Pháp. Đấy. Còn mình ở đây thì hiểu Phật Pháp, mình phải khác. Không cầu kỳ. Đấy là tín tài, lòng tin vững chắc nơi Phật, tin vào sự giác ngộ của Phật, tin rằng Đức Phật giác ngộ thì mình tu hành đúng Pháp, mình cũng sẽ giác ngộ như Phật. Phải khẳng định, tin chắc như vậy. Đấy là tài sản thứ nhất. Ai có được cái lòng tin như này rồi là người ấy đã có một cái tài sản đặc biệt rồi đấy, sở hữu một cái tài sản đặc biệt đấy. Còn chúng ta chưa có lòng tin như này là chúng ta còn thiếu cái tài sản này, cái của báu này còn thiếu. Cái thứ hai, ở đây vì thánh đệ tử từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm,
vân vân. Đây gọi là giới tài. Cái thứ hai là giới tài, tài sản giới luật. Mà vì đệ tử, vì thánh đệ tử từ bỏ các cái việc ác, không làm các việc ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối láo, nghiện ngập các thứ. Trì giữ giới, kính tin giới, cung kính giới, quý giới như quý, quý con người của mình. Gìn giữ giới như giữ trong mắt mình. Đó. Thế thì nếu một người nào mà được như thế này thì người này có tiếp cái tài sản của báu thứ hai gọi là giới, giới tài, tài sản giới luật. Đấy, cung kính giới, gìn giữ giới, hành trì giới. Người nào mà như thế, chắc thật như thế thì ở nơi mình có tiếp cái kho báu tài sản thứ hai là giới tài. Này các tỳ kheo, ở đây vị thánh đệ tử có tâm xấu hổ đối với thân, miệng và ý nghĩ khi làm ác. Đây gọi là tàm tài. Tàm tức là xấu hổ, là mình có cái tâm mình hổ khi thân, miệng, ý mình làm việc ác. Mình xấu hổ lắm. Đấy, ở ngoài đời họ hay nói là cái người này bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ, tức là người này không có xấu hổ gì cả, không còn biết hổ, biết xấu hổ. Bây giờ nhiều đấy, thưa quý Phật tử, nhiều vị bây giờ đúng gọi là đứt mất dây thần kinh xấu hổ, không có, họ chả hổ thẹn gì cả. Đây Thầy nói rất thật, cái thời bây giờ như thế đấy. Con gái đến chùa là trốn tôn nghiêm, không biết được, không biết hay không, ăn mặc thì váy ngắn cuốn ca cuốn cỡn, lên chùa nó khoe đủ các thứ dạng, không còn biết xấu hổ là gì cả. Các bạn không, không xấu hổ đấy. Đúng là những người con mà trong nhà không có giáo dục, bố mẹ không giáo dục đâu, con nhà có giáo dục không ai thế. Người ta chỉ mặc quần áo ngắn, người ta đã ngại không muốn lên chùa rồi. Có bảo đằng này đến chùa là còn ăn mặc khoe ra tất cả, quần áo thiếu vải đấy, người ta gọi quần áo thiếu vải vậy đấy. Không, Thầy ngồi chùa mình là Thầy chứng kiến nhiều nhiều lắm đấy. Thế rồi chùa là cái chỗ tôn nghiêm, đâu phải đến cái chỗ để ngồi Thầy Phật tử người ta cung tiến ghế đá lên đây để cho chúng nó trai gái ngồi tán tỉnh nhau đâu. Lên đây lấy ghế đá để ngồi tán tỉnh nhau, chả hiểu, nó không biết là xấu hổ cái gì cả. Đấy, đúng là những người là đứt mất dây thần kinh xấu hổ đấy, không biết gì cả. Đúng không? Chân Thầy cũng đề nghị các Phật tử khi đi lên chùa mà gặp những cô gái như thế, những chàng trai như thế thì cứ nhắc nhở cho Thầy nha, để họ biết xấu hổ, họ giữ gìn cái tôn nghiêm nơi nơi cửa Phật. Nơi cửa Phật. Thì đây nè, ở đây Phật dạy nếu mà cái vị đệ tử này khi thân, miệng và ý nghĩ mình mà làm ác thì mình xấu hổ, thì người này có thêm tài sản thứ ba gọi là tàm tài. Cái chữ tàm này là biết, biết xấu hổ. Đấy. Tâm còn biết xấu hổ thì người đấy còn tiến bộ. Mà đã mất xấu hổ rồi thì khó dạy lắm. Trơ trẽn rồi thì không dạy được nữa. Các bạn. Còn cái tâm xấu hổ là còn dạy được. Cái người đã không còn biết xấu hổ thì nó thôi rồi. Đấy là một tài sản đấy, thưa các quý Phật tử. Rồi Phật dạy tiếp, này các tỳ kheo, ở đây vị thánh đệ tử có tâm sợ hãi đối với thân, miệng, ý khi làm ác. Đây gọi là quý tài. Quý tức là thẹn thùng, là sợ hãi, e sợ khi mình làm việc ác.
cái kia là xấu hổ, còn bây giờ là thẹn thùng, thẹn với người. Xấu hổ, hổ tức là tự mình với chính mình. Mình làm việc ý, mình thấy nó hổ với lương tâm lắm. Không được. Mình như thế này mà làm điều ấy không được. Đấy là hổ. Còn thẹn là với người. Mình làm thế này là mình thẹn với mọi người lắm. Không được. Mình thẹn với cô, mình chú, mình với tất cả các bác, các anh chị em trong đạo tràng đấy. Mình như thế này mà làm đường đường trưởng đạo tràng, phó đạo tràng mà mình làm điều này thì thẹn lắm, không thể làm được. Đấy gọi là thẹn. Nghe không? Tàm là hổ, quý là thẹn, gọi là tàm quý. Chữ Hán là tàm quý, chữ Việt là hổ thẹn. Hổ là hổ chính mình, thẹn là thẹn với người. Đấy, nghe không? Khi mình làm cái việc này không tốt, miệng mình nói cái lời không tốt, thân mình hành cái việc không tốt, ý mình nghĩ điều không tốt, mình thấy thẹn thùng với mọi người lắm. Đấy, thì cái tâm thẹn này cũng là một tài sản quý báu đối với người tu hành, hay gọi là hổ thẹn, đầy đủ tâm hổ, tâm thẹn. Kính thưa đại chúng, đấy, những Phật tử mà thuần thành lâu năm rồi, bây giờ thầy nhiều khi thầy đố làm một việc ác này không dám làm, tự nhiên không thể làm được, vào không thể làm được. Nhưng Phật tử mà đã tu hành thuần thục lâu năm rồi, bây giờ thầy bảo đi ăn trộm đi, không dám đi đâu, không dám, không dám cách nào đi ăn trộm được. Đấy, tự nhiên là không làm được, không thể làm được, do cái tâm hổ thẹn này nó giữ cho mình, giữ cho mình. Đấy, thì chúng ta thấy cái tâm hổ, tâm thẹn là cái đạo binh tốt trong tâm chúng ta. Nó thuộc về những tâm sở thiện trong tâm chúng ta đấy. Chúng ta phải vực nó dậy. Ai trước đây mà ít hổ thẹn thì bây giờ phải làm sao cho mình có nhiều hổ thẹn lên. Nghe không? Nhiều hổ thẹn lên. Nhiều hổ thẹn thì mình tốt. Đấy. Đó. Đấy là một tài sản. Tiếp theo Phật dạy: Này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những điều gì đã được nghe, đề cao đời sống phạm hạnh, đọc tụng nhiều, nhiều lần, chuyên tâm quán sát, thành tựu chính kiến, gọi là văn tài. Văn tài tức là nghe nhiều, học rộng. Đấy, chúng ta đã được Phật chỉ ra cho mấy tài sản rồi: tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài. Bây giờ đến cái tài sản thứ năm là gì? Văn tài. Văn tài tức là vì thánh đệ tử này chịu khó nghe học. Đấy, nghe pháp này này, đấy là văn tài đấy. Học rộng, nghe nhiều, hiểu rộng đó. Rồi, những cái gì mình đã nghe thì mình biết gìn giữ, giữ gìn những điều đã được nghe, chứ không phải nghe tay trái lọt sang tay phải, phải không? Nghe trước rồi quên sau. Nghe cố gắng gìn giữ, thấm à? Phải không? Nghe ít nhất ví dụ qua buổi giảng hôm nay của thầy cũng phải thấm được một hai câu. Thôi thầy không nói là giữ được hết, thấm được vài câu thôi. Đấy cũng là có thêm tài sản rồi. Đó, có thêm tài sản. Nghe rồi giữ gìn. Rồi đề cao đời sống phạm hạnh. Người đệ tử Phật đi đâu cũng thế, phải đề cao cái cuộc sống phạm hạnh. Phạm hạnh nghĩa là thế nào? Là cái cuộc sống thanh tịnh. Đó. Cái phạm hạnh là cái vô cùng quý. Vào. Cái phạm hạnh chính là cái giới đức của mình đấy. Đó. Sống có phạm hạnh, sống trong sạch, thanh tịnh, không làm những điều nhiễm ô. Đấy. Ở đâu mình cũng phải đề cao đời sống đó. Muốn trở thành các bậc hiền, bậc thánh, nhất khoát phải có đời sống phạm hạnh.
sống buông lung, sống ô nhiễm không thể nào thành hiền thánh được và cũng không thể giải thoát được. Bắt buộc đời sống của người đi đến sự giác ngộ giải thoát phải trên con đường thực hành phạm hạnh. Nghe? Phải quay về mình, thực hành phạm hạnh ngay nơi thân tâm mình. Đấy. Nếu thiếu phạm hạnh không thành tựu. Đấy. Quy Sơn gọi là phạm hạnh cao viễn, đức hạnh cao xa. Người học Phật, người tu Phật phải như thế. Phải như vậy. Chúng ta bắt đầu thực tập từ bỏ những cái thói hư tật xấu. Khi nhận thức ra được à, mình mắc những cái này là thói hư tật xấu rồi, mình phải bỏ, bỏ dần, bỏ dần. Và đặt mục tiêu bỏ bằng được. Trước đây mình hay rượu chè bê tha. Bây giờ mình đi quy Phật, bắt đầu học Phật, bắt đầu bỏ, bỏ dần, bỏ dần. Trước đây suốt ngày ở nhà cờ bạc, rồi về mắng vợ, chửi con, đập bàn, đập ghế, bây giờ bỏ dần, không cờ bạc nữa. À, trước đây mình nghiện ngập, hút sách, bây giờ mình bỏ dần và cuối cùng dứt điểm. Thì đó, đấy là chúng ta đang thực tập, ứng dụng cái lời Phật dạy, từ cái nghe lời Phật dạy vào trong ta, chuyển hóa thành hành vi, chuyển hóa cái nghiệp, tập nghiệp xấu ác của mình. Và có như vậy thì dần dần mình mới có đời sống phạm hạnh được. Cái đời sống phạm hạnh là chỉ những người sống đạo đức, sống mẫu mực. Đã. Thường đọc tụng kinh điển. Đấy, cho nên chúng ta tu học Phật phải vẫn phải đọc tụng kinh. Tụng kinh cho thấm hiểu nghĩa lý. Đấy. Trong Tam Phước Vãng Sinh, Đức Phật cũng dạy đấy. Người đệ tử đấy phải đọc tụng gì? Đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Chứ Phật có bảo mình không đọc đâu, không tụng đâu. Bảo bây giờ tôi tu cao, tôi không cần đọc kinh Phật. Mình chưa phải cái trình độ ấy đâu. Vẫn phải nghiên cứu kinh Phật, đọc kinh Phật. Chuyên tâm quan sát, đọc tụng kinh Phật, hiểu được nghĩa lý, ứng dụng quan sát. Nào, hay là quán đấy, cái chữ quán này giống như trong cái gì, bài kinh, tâm kinh bát nhã đấy. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã. Đấy là lúc quán đấy. Ví dụ bài kinh vô thường, chúng ta nghe bài kinh vô thường rồi Đức Phật dạy, thì chúng ta quan sát cuộc đời thấy đúng là vô thường. À, mọi vật biến đổi vô thường, sinh, trụ, dị, diệt. Và đọc đến bài kinh Bát Đại Nhân Giác thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy rất rõ. Và tham là gốc, tham muốn nhiều nên mới khổ. Và buông lung là sa đọa. Chúng ta nghe lời kinh Phật dạy, chúng ta quan sát ra, nó mới mở trí tuệ. Tụng đọc kinh điển của Phật kết hợp với quan sát chính là cái việc mồi ánh sáng của trí tuệ Phật với đến ngọn đèn trí tuệ của mình. Chúng ta có sẵn ngọn đèn trí tuệ ở nơi đây, nhưng mà chưa được mồi với ngọn lửa giác ngộ của Phật thì mình cũng không thể có ánh sáng được. Đức Phật đã đốt cái ngọn lửa trí tuệ lên rồi. Chúng ta tụng đọc kinh điển Phật, nghe lời giảng dạy của Phật, rồi chúng ta quan sát, ứng dụng, chính là chúng ta đang mồi ánh sáng trí tuệ Phật với chính mình đấy, với cái cây đèn của mình đấy, đốt cây đèn của mình lên. Đó. Thì cái người đệ tử này phải chuyên tâm đọc tụng và thường quan sát, thành tựu được chính kiến. Cuối cùng của tất cả những cái sự này đó là mở ra được chính kiến. Chính kiến cũng chính là trí tuệ. Rất quan trọng. Chính kiến đứng đầu trong bát kiến, trong tám cái kiến. Đi học Phật mà không có chính kiến, ai nói gì cũng theo. À, đi chùa Ba Vàng nghe thầy chủ trì, thầy Thái Minh giảng thế này cũng thấy hay cũng theo. Mai mốt đi sang bên Hải Dương, à, thấy mấy bà đồng bên đấy bảo không đi sang đây này, nhảy đồng đây xong cái là có lộc ngay đấy. Thế là cũng đi theo.
không có chính kiến gì cả. À, rất là nguy hiểm. Cái tình trạng này không phải không có, thưa các quý Phật tử. Cũng nhiều vị như vậy đấy. Đã. Đi chùa học một thời gian thì thấy chưa thấy lộc lá đâu. Sang bên kia nhảy đồng một lúc là có xôi có oản ngay, thấy lộc ngay, được ăn, được nói, được gói mang về, thế là thích rồi. Đó. Không có thấy được, không có trí tuệ, không có chính kiến về đạo. Cái người không có chính kiến trong kinh Phật dạy đấy, lâu dần phước báu hao tổn, trí tuệ lu mờ. Nghe không? Đi học Phật dần dần mình phải có chính kiến, phải có lòng tin vững chắc về giáo pháp của Phật. Tin nhân, tin quả, tin duyên, tin nghiệp, tin chắc. À, phải đinh ninh như vậy thì mới không ai lung lay được mình chứ. Đấy. Thầy rất tin là những Phật tử đã theo học chùa mình 5-7 năm là cơ bản có lòng tin nơi chính pháp rồi đấy. Dù được những người này đi theo những cái linh tinh là khó đấy. Đấy. Để thành tựu chính kiến, nếu một người nào mà thực tập được cái này thì người đấy gọi là có được tài sản thứ năm là văn tài. Văn tài là do cái tài sản do sự nghe học hiểu mà có tài sản, có cái trí tuệ này. Đó. Rồi Phật dạy tiếp, này các thầy tỳ kheo, ở đây vị thánh đệ tử với tâm từ bỏ san tham, ưa thích xả bỏ, san sẻ vật bố thí, gọi là có thí tài. Nghe không? Cái vị thánh đệ tử này với tâm từ bỏ lòng tham lam chất chứa, ưa thích xả bỏ, san sẻ những vật bố thí, đã thành tựu được cái tâm này thì gọi là thí tài, có tài sản. Tài sản này tên là bố thí, gọi là thí tài. Chúng ta kiểm trong tâm mình xem đã có cái kho tài sản này chưa. Người nào mà lúc nào tâm cũng sẵn sàng cho, sẵn sàng bố thí, sẵn sàng cho, cúng dường, thì đấy là người đã có cái tài sản này. Nghe không? Đấy, ở đây Phật dạy đây này, với cái tâm từ bỏ san tham, người này cái tâm không thích tích chứa, không thích vơ vét vào, đấy gọi là từ bỏ san tham. Ưa thích xả bỏ, thích san sẻ những cái vật dụng bố thí ra. Đấy, phải có cái tâm như vậy. À, thì người này đã có một tài sản gọi là tài sản thí tài. Kính thưa đại chúng, bố thí được phước báu. Bố thí hay cúng dường là con đường để đưa đến sở hữu tài sản lớn. Những bài kinh trước chúng ta đã học rồi. Không thể nào với cái tâm keo kiệt bòn sẻn mà mình lại hầu mong có tài sản lớn được, không thể có. Phải từ tâm bố thí, từ cái tâm xả bỏ, cúng dường mới có. Thưa đại chúng, nhất khoát là như vậy. Con đường nhân quả là như vậy đấy. Đó. Cho nên vì đệ tử Phật, khi được học giáo pháp thì trong tâm lúc nào cũng sẵn sàng. Rất là rộng rãi, sẵn sàng xả thí. Vì sao? Người này mà thấu đạo lý thì biết ngay, trên đời này không có cái gì là của mình cả. Thân này còn chẳng phải của mình thì có gì là của mình đâu mà không cho được. Có phải không? Đều là cái vật tạm mượn ấy mà. Tạm dùng, mượn tạm thôi rồi bỏ hết mà. Phải không? Ngai vàng, lầu ngọc, gác tía, lầu son gì rồi cũng bỏ hết. Có cái gì của mình đâu, mang đi được cái nào đâu. Đấy. Đấy. Này thì cửa rộng với nhà cao mà, thì chỉ trong giây phút đổ nhào mà thôi. Tắt hơi thở cái là đổ nhào hết. Có gì của mình đâu. Đấy. Khi mà giác ngộ điều này, người ta mới có thể dám sống rộng rãi giúp đỡ mọi người được. Đấy. Có phải không? Rất nhiều người có tài sản lớn,
rồi không biết đạo lý, đến khi chết đọa làm ngã quỷ, cứ quẩn quanh với cái khối tài sản ấy của mình thôi, không thể đi được. Đấy. Rồi hết kiếp ngạ quỷ, tái sinh làm người thì sinh làm người bần hàn, hạ tiện. Trong kinh Đức Phật đã kể câu chuyện ấy. Cái vị gia chủ rất giàu có này, tài sản rất lớn, đến lúc chết rồi, của cải còn quá nhiều không nói cho ai được. Đọa làm ngạ quỷ, hết kiếp ngạ quỷ, đầu thai làm người, vẫn còn nhớ cái nhà ngày xưa của mình. Cho nên khi làm người thì lại sinh ra làm con ăn mày, lang thang, đi lang thang rồi làm sao vẫn mò về đúng cái nhà ngày xưa của mình, bao nhiêu năm tháng kiếp trước của mình, cứ quần quanh ở đấy. Rồi tiếc nuối, bây giờ nó thuộc người khác đấy. Đấy, chúng ta thấy rất là khổ. Cho nên Đức Phật ấy thì dạy chúng ta mở trí tuệ để chúng ta thấy, để chúng ta sẵn sàng sống, xả bỏ, sẵn sàng sống, sống bố thí, không keo sẻn, không chấp trước. Đấy, không keo sẻn, không chấp trước. Sống như vậy, mình thảnh thơi, an lạc. Và rồi cái đấy lại kéo đến chúng ta cái phước báu lớn lao sau này. Ngài Cấp Cô Độc đó, khi Ngài mà mang vàng ra, Ngài rát đất để mua đất cúng Phật, thì ngay lập tức trên cung trời Đao Lợi xuất hiện một tòa thiên cung vô cùng rực rỡ, trang hoàng bằng bảy báu. Đấy là cái báo của Ngài. Sau khi mà Ngài mệnh chung ở trần gian, Ngài sẽ sinh lên làm chủ cái tòa thiên cung đấy. Thế ông Cấp Cô Độc đây này, ngồi góc này chùa mình này. Đấy, cái cụ dâu dâu dài mặt đỏ đấy. Cụ đấy đấy, mình gọi là cụ Đức Ông đấy. Đấy, chính cụ đấy. Cụ đang ở trên cung trời. Đấy, bỏ cái tài sản dưới trần gian, cụ được hưởng cái tài sản lớn. Đức Phật thì sao? Bỏ hết những tài sản trần gian mà Ngài được gì? Cả một thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc toàn bằng bảy báu. Có phải không? Đất thì cũng bằng vàng, đường đi cũng bằng vàng, cây thì bằng ngọc, cát thì bằng vàng. Cái gì cũng thế đấy. Đấy, ai về cực lạc thì sẽ biết. Đấy là đấy là gì? Đấy là y báo của Phật đấy. Y báo của Phật. Người nào cảnh đấy, Đức Phật xả tâm như thế, thì tự nhiên cái y báo của Ngài phải là cõi cực lạc. Cõi cực lạc của Phật nào cũng đẹp cả. Đức Phật Dược Sư, cõi cái cõi giới của Ngài, Đông Phương của Ngài cũng đẹp vô cùng. Đức Phật Di Đà cũng thế. Mà báo, cái cõi y báo của Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng thế, vô cùng đẹp chứ không phải thường. Cái cõi thế gian này của mình ở đây này, là Đức Phật Thích Ca hiện ra thế đấy. Nó nham nham nhở nhở, nó gai, nó góc, nó bẩn như thế này là để độ cho chúng ta, vì chúng ta toàn những cái tâm nó chưa được hay ho lắm. Cho nên Phật hiện ra cái cõi như thế này để độ chúng ta đấy. Chứ còn thật của y báo của Đức Phật Thích Ca không khác gì cõi cực lạc. Không khác gì cõi cực lạc. Nhưng vì tâm chúng ta chưa được như vậy. À, bao giờ cứ đây từng này thính chúng chùa Ba Vàng mà tu tập tâm, chuyển tâm tốt. Nghe không? Đây Thầy đấy, mới chỉ tầng này chuyển tâm sơ sơ mà đã được cái cảnh như thế này rồi. Có đúng không? Đấy. Đây là Thầy nói các Phật tử mới chuyển tâm sơ sơ đã được cái cảnh giới rất đẹp thế này. Ai người ta đến người ta cũng thấy thích lắm. Nhưng đến đây họ thấy một cái gì đấy thanh tịnh. Vì Thầy tin chắc đây hàng ngàn những con người như thế này, với những cái tâm tu tập như thế này, nhất khoát nó phải chiêu cảm cái cảnh giới như thế này. Tự nhiên đấy thôi, cũng không phải sức một mình Thầy đâu. Tất cả đại chúng của chùa chúng ta, tăng ni Phật tử, cộng tất cả những tâm ấy, nó chiêu cảm lên cái cảnh giới như thế này. Chư thiên, chư thần người ta đến, hậu chi. Nó phải như vậy. À, thế cho nếu chúng ta tu tập chuyển tâm tốt, thì mai mốt chúng ta sẽ về hẳn cực lạc. À, bảy báu xung quanh không phải là xi măng cốt thép này đâu. Bày báo mà nói. Đà. Đấy, kính thưa đại chúng, từ cái tâm xả thí, không tham tiếc,
Đấy chính là một tài sản của người tu hành. Ai có được tâm này là người ấy có cái tài sản thứ sáu, có cái của báu thứ sáu rồi đấy, gọi là thí tài. Phật lại dạy tiếp: Này các thầy tỳ kheo, ở đây vị thánh đệ tử có trí tuệ về sinh diệt, thành tựu thánh thể, đưa đến chân chính đoạn diệt khổ đau, gọi là tuệ tài. Tức là vị thánh đệ tử này có trí tuệ về sanh diệt. Trí tuệ về sanh diệt nghĩa là gì? Nghĩa là cái trí tuệ rất sâu, thẳm sâu, thấy rõ sự sanh diệt của các pháp, sanh diệt trong từng tâm niệm. Nghe không? Nếu trong nguyên thủy người ta gọi là cái tuệ gì? Tuệ minh sát đấy. Cái tuệ minh sát tức là theo dõi được sự sinh diệt của tâm niệm mình. Cái tốc độ sinh diệt của tâm nó còn lớn hơn sinh diệt của những cái này. Bông hoa này 5 ngày, 7 ngày nó mới sinh diệt, nó mới tàn. Nhưng mà cái tâm mình nó sinh sinh diệt diệt vô cùng nhanh. Nếu người không có chiều sâu quan sát, không có sức định tĩnh, không thấy được sự sinh diệt này. Đấy. Chúng ta có thấy không? Cái tâm mình này, đầu buổi giảng pháp nghĩ chuyện này, đến bây giờ tự nhiên nghĩ sang chuyện khác. Từ cái chuyện này mà nhảy sang chuyện khác thì nó phải làm sao? Nó phải thay đổi. Nó phải diệt cái này, nó mới sinh ra cái này. Mà mình không biết. Nếu chúng ta không tu tập, không nhiếp tâm, không quan sát tâm, không thể biết được. Đấy, Thầy thường dạy các Phật tử, ví dụ ngồi thiền, đếm hơi thở, đếm một lúc đến số 5 nó lạc đâu mất ấy. Nó đi ra chợ Hạ Long từ lúc nào ấy. Giật mình trở lại thì mình đã mua mấy mớ cá, mớ tôm rồi. Lúc ấy mới biết, không biết lúc nãy mình đếm đến số mấy. Đó. Đấy là nó lạc đi lúc nào mình không biết. Đấy là nó diệt cái đếm hơi thở mà nó chạy ra chợ Hạ Long rồi. Nó sinh ra cái chạy ra chợ Hạ Long mà mình không biết. Đấy. Thế thì bây giờ tu tập để chúng ta làm sao xoay về tâm mà mình sáng tâm lên, dần dần thấy rõ từng tâm, từng niệm nó khởi, nó khởi, nó diệt, nó khởi, nó diệt, nó khởi, diệt. Đấy gọi là tuệ sinh diệt, hay cũng gọi là tuệ minh sát, thấy rõ, theo dõi, bám sát từng tâm niệm của mình. Nhà thiền còn gọi đấy là chăn trâu, chăn cái con trâu vọng tâm vọng tưởng của mình đấy. Wow. Hay chúng ta niệm Phật nhiếp tâm đến cái chỗ bất loạn cũng sẽ thấy được những cái sự sinh diệt này của tâm. Đó. Thì vị thánh đệ tử mà có được trí tuệ sinh diệt này thể nhập được bản thể. Ở đây Phật dạy là thánh thể, nhập vào thánh thể tức là cái bản thể của tâm mình, đưa đến chân chánh đoạn diệt đau khổ, thì người này gọi là có tuệ tài. Cái tài sản cuối cùng quý báu nhất đó là tài sản trí tuệ. Người hành giả đệ tử Phật tu tập làm sao cuối cùng khai mở được cái kho báu này là kho báu trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới cắt đứt tất cả mọi sợi dây phiền não đau khổ. Không có trí tuệ, đừng bao giờ nói đến hết khổ. Không có trí tuệ thì kiểu gì cũng khổ. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, sang cũng khổ, hèn cũng khổ, khổ cũng khổ, cái nào cũng khổ hết. Còn chỉ khi mà có cái trí tuệ này này, cái tuệ sinh diệt này, cái tuệ mà thấu thể này, mới có thể đoạn tận được đau khổ thôi. Đấy. Cho nên nhà Phật chúng ta mới gọi là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Trí tuệ chính là sự nghiệp của tất cả những người tu học Phật. Học Phật làm sao mở trí tuệ, sáng trí tuệ. Đấy. Càng học, tâm mình càng sáng ra, càng rõ biết mình hơn. Mà biết được mình thì sẽ biết được người. Hiểu được mình thì mới hiểu được người đấy.
Chứ đừng nói không hiểu mình, hiểu được người là khó. Vì mình với người đâu có khác nhau. Cũng thân ấy, tâm ấy. Cũng giống như Thầy nói là cái bánh mì thì bánh mì nào cũng như nhau cả, thì cũng là bột mì cả thôi. Nếu cái bánh mì này mà nó tự hiểu biết về nó thì nó cũng biết cái bánh mì bên cạnh cũng thế thôi. Đó. Tại sao Đức Phật biết hết chúng ta? Vì Đức Phật biết rõ Đức Phật, biết rõ chính mình. Cho nên Đức Phật biết hết chúng sinh. Cái lẽ đương nhiên là như vậy. Mình chưa biết rõ chính mình cho nên mình chưa biết rõ ai. Đó. Cho nên cái con đường tu học Phật cũng là con đường khám phá chính mình để thấy rõ chính mình. Đó. Vị Thánh đệ tử có được trí tuệ này, thể nhập được bản thể, thấu suốt các pháp, đây gọi là tuệ tài, một tài sản vô giá. Sáu cái tài sản trước để đi đến cái tài sản thứ bảy này, có được tín, có được giới, có được tàm, có được quý, có được đa văn, có được bố thí, rồi mới có được tuệ tài. Không có tín, không có giới, không có những cái kia, khó có thể có được tuệ tài. Bảy cái kho báu này nó xếp lần lượt, không phải bỗng dưng mà Đức Phật xếp thứ tự các kho báu này đâu, phải đi lần lượt các kho báu này đấy. À, đến cái kho báu cuối cùng mới mở ra được trí tuệ. À, không có lòng tin không thể đạt đến trí tuệ, không trì giới không thể có trí tuệ. Vậy đó, kính thưa đại chúng, này các thầy tỳ kheo, đây gọi là bảy tài sản. Ai có được những tài sản này được gọi là những người không nghèo khổ. Đấy, với Đức Phật thì Đức Phật nói những người nào mà có sở hữu đủ bảy tài sản này mới là người không nghèo khổ. Còn chúng ta mới chỉ có vàng, có tiền, có ngọc, có gạo, có thóc, chưa phải là người giàu có. Vì những cái tài sản này sẽ có ngày nó không ở với chúng ta. Không ở chúng ta. Mình không sở hữu được nó. Mình nói là sở hữu thế thôi. Nhưng mà nó có thể tuột khỏi tay mình. Tuột khỏi tay mình. Đây, rất dễ. Đức Phật nói đấy, cái tài sản vật chất của thế gian á, nói là của mình nhưng thực chất nó của bảy nhà. Nó thuộc về nhà nào? Nước trôi, nhà lửa cháy. Đó, nhà tai nạn, nhà bệnh tật, nhà con hư bất hiếu, phá sản, thuộc về trộm cướp, thuộc về vua quan, tịch thu tài sản của mình. Đấy, nói là của mình chứ bảy nhà kia nó quyền nó đến nó lấy. Chúng ta thấy không? Đấy, dân Nhật Bản đấy. Thầy tin là cái vùng sóng thần đến trước đó cũng rất nhiều ngôi nhà cao to sang trọng lắm, đẹp lắm. Nhưng rồi thủy thần nó đến nó lôi một cái là mất hết. Có phải? Rồi có chỗ thì hỏa hoạn nó bùng lên cái nó cháy hết. Đấy, rồi tai nạn nó đến với chúng ta, bệnh tật nó đến với chúng ta, nó cũng lôi đi hết tài sản. Nếu không có những cái thứ ấy thì con của mình đẻ ra đấy, nó ở ngay trong nhà mình mà nó làm gì? Làm giặc ở trong nhà, tiền của gất đâu nó móc bằng hết. Nhất là cô nào mà này chiều con, thương con, nó nịnh vài câu thì thôi rồi, móc hết, sạch hết. Đấy là con bất hiếu, nó phá đi. Trộm cắp, tài sản mình để đâu trộm cắp, nó rình mò, nó đèo, trèo tường khoét ngạch, nó vào rồi nó cũng khuất đi. Và cuối cùng là vua quan, nhà nước người ta tịch thu tài sản. Nếu tài sản ấy của mình mà nó không hợp, bất chính là người ta tịch thu. Đó. Thế thì chúng ta thấy cái tài sản của thế gian nó có chắc đâu. Cho nên Đức Phật mới dạy cho con Phật phải biết ngoài cái việc sở hữu tài sản thế gian ra, nhưng phải trau dồi và tích lũy cho mình bảy cái tài sản này, gọi là thánh tài, thất thánh tài. Bảy tài sản quý báu.
Những cái này không ai lấy cắp của mình được, không mất đi đâu được. Mình chết, mình đi đâu nó theo đấy. Mà có bảy tài sản này, Thầy đảm bảo cái người đệ tử này đi đâu, ở đâu người ấy cũng đầy đủ. Thưa các Phật tử, đấy là chuyện thật đấy. Các Phật tử cứ chăm lo cho Thầy bảy cái tài sản này. Ở Hạ Long thì tài sản nó về Hạ Long, mà chạy đi Hà Nội nó về Hà Nội, lên Cao Bằng Bắc Cạn nó cũng chạy theo lên Cao Bằng Bắc Cạn. Đi đâu rồi nó cũng làm ra. Đừng sợ, nghe không? Chỉ sợ trong tâm mình không có tài sản nào thì có đẩy mình lên đâu rồi thì cũng hết thôi, không còn. Đấy, các Phật tử phải tin điều như vậy. Nhất thiết tòng tâm sinh. Từ tâm mình mà ra hết. Tâm mình không có của báu thì ở ngoài mình không thể có của báu được. Đức Phật cũng chỉ có tâm thôi, mà thế giới của Ngài là lưu ly, thế giới của Ngài là tất cả những cái anh là cao quý nhất. Vì tâm Ngài như thế. Đấy, cho nên Phật dạy vì thánh đệ tử phải biết trau dồi làm giàu cho mình bảy cái tài sản này. Chưa có lòng tin, hãy trau dồi làm sao cho mình có lòng tin. Chưa giữ giới, hãy thực tập cho mình giữ giới. Chưa biết hổ thẹn, đứt dây thần kinh xấu hổ, phải nối lại dây thần kinh xấu hổ. Chưa chịu nghe học Pháp, nay phải chăm đi nghe học Pháp. Nghe rồi ghi nhớ, nhớ rồi thực hành. Đấy. Chưa chịu bố thí, bây giờ thực tập bố thí. Thực tập giúp người. Chưa chịu tu tập, bây giờ thực tập tu tập, quan sát để thấm sâu giáo lý, mở trí tuệ. Đấy, bảy cái này mà trau dồi thì đấy mới thật là giàu. Nha. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học cái bài này vẫn là Phật dạy mình làm giàu đấy. Không nào? Làm giàu tài sản của người con Phật có khác với người tại gia, người thế gian một chút. Tài sản người con Phật sẽ đưa mình đến cái chỗ quang sáng, đưa đến chỗ thanh lương, chỗ giải thoát. Tài sản người đời, của người đời nhiều khi đưa đến hệ lụy, đến đau khổ nữa là khác. Người giàu cũng khóc. Người đời có của, không có trí tuệ, cuối cùng của ấy làm khổ mình mà thôi. Đó. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta là con Phật phải thấy được vô cùng hạnh phúc. Ơn chư Phật vô cùng, nhờ Phật dẫn dắt mình mồi trí tuệ, biết đường mình đi, đi dần đến chỗ thanh lương, đến chỗ cao quý. Kính chúc đại chúng tinh tấn tu học. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Như vô thường ta đã lớn khôn thành người, còn niềm tin trong cuộc sống. Như vô thường ta đã có thêm hy vọng, đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính, kẻ bệnh được lành, ngũ sanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ ra sao? Khi trẻ không lớn mây chẳng thể bay, hoa không thể nở, chim chẳng hót, cả trái đất này là một bãi tha ma. Cảm ơn vô thường giúp cho thân này từng ngày lớn lên. Cảm ơn vô thường giúp cho tâm này từng ngày sáng thêm. Cảm ơn vô thường giúp cho một người chuyên mê khai ngộ. Cảm ơn vô thường giúp ta quay về bến đỗ bình yên. Cảm ơn vô thường, cảm ơn vô thường chuyển biến đời ta ngày một khôn lớn tốt đẹp thăng hoa. Cảm ơn vô thường, cảm ơn vô thường chuyển biến đời ta ngày một khôn lớn
thăng hoa.